Hello, hello, xin chào tất cả các bạn và quay trở lại với channel của Thợ Xây Làng. Hôm nay Thợ Xây Làng xin chia sẻ cho anh em một cái cầu thang xoắn, cái kép cầu thang xoắn. Mong anh em vào xem buổi livestream này để ủng hộ mình và để chúng mình có thể là nâng cao tay nghề và cùng nhau phát triển đi lên nhé. Đấy, cùng nhau phát triển đi lên. Trước khi vào cái nội dung chủ đề chính ngày hôm nay thì mình cũng chúc anh em sang năm mới có một năm mới vạn sự như ý nhé, làm đâu được thắng đó nhé, gặp nhiều may mắn trong công việc. Đấy, anh em mà thấy channel của mình hay ấy, thì nhớ đừng quên like và đăng ký ủng hộ mình nhé. Đấy. Mọi người thấy cái channel của mình hay thì đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Mình bắt đầu vào nội dung chính ngày hôm nay là mình sẽ hướng dẫn cho mọi người có thể hiểu và ghép được cầu thang luôn nhé. Đấy, ai chưa vào xem livestream này của mình thì hãy vào xem livestream của mình luôn để mình chia sẻ một cách cụ thể nhất cho anh em nhé. À, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em cái livestream về cái cầu thang xoắn này. Để có thể ghép được một cái cầu thang xoắn như thế này thì chúng mình phải nắm được những cái điều cơ bản sau, là chúng mình phải nắm được cái chiều rộng của nhà, chiều rộng của nhà và chiều cao của nhà. Chiều rộng của nhà để chúng ta có thể chia được mặt bậc của cầu thang, và chiều cao của nhà để chúng ta có thể chia được cái cổ của cầu thang. Đấy. Và trước khi chúng ta bắt đầu vào cái ghép cầu thang xoắn này, mình sẽ cho mọi người xem một cái hình vẽ mình đã vẽ sẵn ở đây rồi. Đây, mình giới thiệu cho mọi người là bây giờ mình sẽ lấy cái điểm tim đầu tiên của cái cột chúng ta cần ghép được cái cầu thang xoắn nhá. Đây, nhà mình là lấy là chiều rộng là 2,5 m. Chiều dài là 3,5 m. Thì mình sẽ lấy chia đôi cái phần 2,5 m ra thì khoảng này nó sẽ là 1,25 m và đây cũng là 1,25 m. Đấy. Đều là 1,25 m hết. Đấy. Còn ở cái khoảng này mình sẽ lấy chiều nghỉ là 1 m. Đấy. Và mình sẽ căn cái điểm tim giữa của cái khoảng này nhá. Đấy, mình sẽ căn cái tim ở giữa cái khoảng này là từ bên này sang bên này, căn một sợi dây. Và chúng ta đo từ điểm tim ở trong tường này ra chỗ cái điểm cột này là ở chính giữa nhá. Xong mình sẽ lấy cái cột này là nằm chích ra bên ngoài cái tim mình nhá. Đấy, như mình vẽ này là mình không vẽ cái cột này ở giữa cái tim của hai cái điểm dây đối nhau nhá, mà mình sẽ cho cái cột này lùi ra bên ngoài một tí. Mục đích là mai kia mình cuốn cái đoạn xoáy này thì giúp mình đổ bê tông ấy thì nó sẽ đẩy ra là vừa. Có nghĩa là mình mà cho cái cọc này đúng vào cái điểm tim đấy thì lúc chúng ta đo cái khoảng này sẽ không bao giờ đủ 1 m nhá. Đấy, cái khoảng xoáy này sẽ không bao giờ đủ 1 m. Đấy, đây là mình chia sẻ rất là tận tình cho anh em hiểu để có thể ghép được cầu thang nhá. Và cái điểm lưu ý thứ hai là mình lấy được cái chiều mình lấy được cái chiều cao của cái nhà rồi ấy, mọi người. Đấy, mình lấy được cái chiều cao của cái nhà rồi thì mình sẽ phải tính được cái điểm đầu tiên của cái trượt một, chú dấu hỏi chấm mình đang vẽ này. Để làm thế nào để lấy được cái điểm dấu hỏi chấm này thì chúng ta sẽ lấy cái chiều cao của cái nhà chia cho số bậc chúng ta cần. Đó là chiều cao của nhà chẳng hạn như là 39 mà mình muốn chia cho 2-3 bậc mình đang lấy nhá. Là ví dụ thôi, là chia cho 2-3 bậc thì mình sẽ được là cổ 17, đây là 17 cm. Và chúng ta sẽ lấy 17 cm đó để nhân với cái số bậc của cái trượt đầu tiên. Đấy, cái trượt này là khoảng rộng của nó là 2,5 m và mình lấy ở đây là 10 bậc. Thì tức là chúng ta sẽ phải
lấy 2 mét rưỡi này chia cho 10. Đấy là được cái mặt bậc của nó là 25. Đấy, mặt bậc của nó là 25. Còn chúng ta sẽ lấy cái chiều cao là của 17 này nhân với 10 bậc thì nó được 1m70. Đây, 10 này nhân với 17 là 1m70. Và 1m70 đấy chúng ta phải trừ đi 17 phân. Đấy, trừ đi 17 phân là 1m63 cm. Xong từ 1m63 cm chúng ta lại tiếp tục trừ đi 10 phân nữa. Đấy là 1m53. Thì chúng ta sẽ đo từ cốt 0,0 đây lên từ cái điểm cái cây tim của chúng ta là 1m53. Đấy, vì sao ở đây lại là 1m53 mà không phải là 1m63 mà 1m70 luôn? Vì chúng ta sẽ là từ cái điểm cốt 0,0 lên từ cái cây này là 1m53. Chúng ta cộng thêm 10 phân bê tông nữa. Đấy, là 1m63 đúng không? Xong bắt đầu cái cổ đầu tiên của cái trượt một này đi lên cái bậc chéo đầu tiên là 17 bậc, là cổ 17. Đấy nên chúng ta phải trừ đi cái cổ đầu tiên của bậc chéo đi xuống cái trượt một và trừ đi 10 phân bê tông. Mấy cái bê tông nó 10 phân nó đổ lên nữa. Đấy. Các bạn cứ lấy chuẩn đúng như thế này cho mình. Đấy, ví dụ như ở đây có 9 bậc thì chúng ta lại 9 nhân với 17. Xong rồi chúng ta lại trừ đi 10 phân bê tông và trừ đi 10 phân bê tông và chúng ta cũng lại trừ đi tiếp một cổ 17 nữa. Đấy là chúng ta ra được luôn cái khoảng từ cái cốt 0,0 này lên tới cái điểm mà chúng ta cần lấy đó. Xong từ lấy từ cái điểm 1m53 của cái cây này đó, cái cây tim này chúng ta gióng sang bên tường. Đấy, đây này. Chúng ta lấy từ cái cây này. Chúng ta gióng sang điểm tường bên này. Đánh dây nước đi tio qua mọi người nhé để đánh thăng bằng của nó. Đấy là chúng ta sẽ lấy được cái điểm đầu tiên rồi. Mà cái điểm đầu tiên này chúng ta đóng cái gạn đầu tiên này nhá, là chúng ta phải đóng vào mặt trong của cái cột nhé mọi người nhé. Đấy như mình vẽ đây này là nó đang thì ở mặt trong của cái cột này nhé. Đấy, mục đích là nằm ở trong này là vì sao phải nằm ở trong, là chúng ta sẽ cho lụt thụt vào cái cột này 10 phân như thế là mai kia chúng ta đổ bê tông nó sẽ đẩy từ cái mép mép trong của cái cột đó ra tới cái mép ngoài của cái cột đó. Đấy, mọi người mà đang xem livestream của mình mà mình chia sẻ chỗ nào mà chưa hiểu ấy, mọi người comment ở dưới, mình sẽ làm chi tiết một cái video hướng dẫn cái đoạn nào mọi người không hiểu nhất, mình sẽ hướng dẫn chi tiết luôn cái đoạn đó. Đấy, mọi người xem mà không hiểu chỗ nào là cứ comment phía dưới để mình có thể làm một cái video khác mình hướng dẫn cụ thể cho mọi người luôn. Đấy, xong chúng ta lại đo từ cái điểm gạ của cái trượt xuống dưới này nhá. Đây là những cái ván cốt pha, mình kẻ những cái đường ván cốt pha này cho mọi người xem nhé, để mọi người hiểu nhé. Đấy, xong chúng ta đo từ cái gạn chúng ta vừa lấy được cái điểm đầu tiên đó, chúng ta chỉ đo vạch lên cái thân cây này là 17 phân. Chúng ta lấy cổ bao nhiêu thì chúng ta chứ chứ đo lân lên 17 lên, xong lại đo tiếp 17 lên, 17 lên, 17 lên. Chúng ta đếm xem có bao nhiêu cái bậc chéo như này này. Đây này. Ví dụ như đây có một cái bậc chéo 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái bậc chéo chẳng hạn. Chúng ta lấy 7 cái bậc chéo này, chúng ta vạch 7 lần lên. 7 lần cái cổ 17 lên. Đấy. Đây, chúng ta vạch 7 lần cái cổ 17 lên. Là chúng ta cứ thế đóng gạn từ điểm này và đánh nước sang đây. Và chỉ lấy từng điểm này lại đánh nước sang đây. Đấy, và chúng ta chia đều cái khoảng này mọi người này. Đây nhá, ví dụ đây cái khoảng này là mình đang vẽ là khoảng chiếu nhá. Chiếu nghỉ này thì chúng ta sẽ đo là từ đây tới đây tới đây tới đây đo vuông hết cho mình, ví dụ nó là 3 mét, mình chia đều cho 7, chia đều cho 7 bậc kéo đấy. Rồi chúng ta sẽ lấy một cái điểm đo lân lên 17 phân này, gióng sang cái điểm này mà chúng ta chia cho 3 mét đấy, chúng ta chia 7 bậc đấy, ví dụ là được 30 mấy phân chẳng hạn hay bao nhiêu phân đấy, là chúng ta chỉ đo điểm này là 30 phân thôi, từ điểm này sang điểm này lại 30 phân, vậy từ điểm này sang điểm điểm này tiếp lại là 30 phân, mình cứ lân theo thế này, cứ lân theo thế thôi. Đấy, rất là đơn giản đấy mọi người ạ. Đấy, và mình cũng muốn chia sẻ mọi người một cái mẹo tiếp theo này,
Khi chúng ta cứ lân 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 từng bậc chéo một cộng thêm 17 phân, 17 phân và chúng ta lân từng cái điểm chia đều các khoảng này ra rồi. Đấy, chia đều từng khoảng 1 ra, khoảng 1 này ra, khoảng 2 ra. Đến cái điểm mà cuối cùng giống như cái điểm đầu tiên mà chúng ta lên trượt này. Đấy. Chúng ta sẽ lấy cái điểm mà cuối cùng mà cái điểm mà chúng ta từ cái trượt thứ hai nhá, ở trên này mà đi lên mặt sàn nhé, là cái thanh gạn này chúng ta sẽ không bao giờ để ở trong nữa mà chúng ta lại để ở ngoài. Đấy, đây mình sẽ cho mọi người xem hình vẽ này. Đây này. Đấy, như mình đang vẽ mô tả đây là cái cây nhá, đây là cái cây nhá. Đấy, lúc trước thì là cái gạn đầu tiên chúng mình đóng ấy là nó đi bên này đúng không? Đấy, kia lúc lúc trước là nó đi bên này này. Đấy, là nó đi mặt nằm mặt trong của thân cây nhá. Xong đi lên cái chiều thứ hai để lên sàn nhá, là chúng ta phải đóng ra bên ngoài nhá. Đấy, đóng ra bên ngoài. Đánh thăng bằng ra. Đánh lên bên ngoài nhá. Rồi chúng ta mới gióng lên trượt lên trên sàn nhá. Đấy. Mà vì sao mình lại bảo mọi người phải đóng ra bên ngoài như vậy? Vì đóng ra bên ngoài như thế thì nút cái bê tông mình đổ nó cũng giống như là trượt số 1, nó sẽ đẩy ra là nó sẽ quay lại cái vị trí đằng sau của thân cây đấy là vừa. Đấy, nói chung là những cái người mà chưa va chạm vào cầu thang lần nào ấy thì mình nói chia sẻ này cũng chưa chắc đã hiểu được mấy, nhưng mà những cái người nào mà đã từng va chạm vào một hai lần làm cầu thang ấy, kiểu là cũng hay tìm hiểu rồi ấy, thì mình chia sẻ thế này 100% mọi người có thể ghép được. Đấy. Mà để rõ hơn cái buổi livestream này hôm nay mình chia sẻ cho mọi người ấy. Đấy, đa phần là mình lấy là cái điểm điểm đầu tiên ở đây. Đó, điểm đầu tiên ở đây và cái điểm từ đây lên chia khoảng đều của cái khoảng chiều nghỉ này 1 mét. Đấy, chúng ta lấy được hai điểm đó và nắm được chiều cao và chiều rộng là được. Đấy, như như mình sẽ viết cho mọi người này. Ví dụ chúng ta có thể là áp dụng công thức là 4n cộng 1 để chia cho số bậc nhé. Đấy. Đấy. Còn đây chúng ta sẽ lấy ra cao nhà này chia cho cổ bậc này. Cổ bậc này. Đấy. Là như thế này. Là như thế này nhá. Là chúng ta sẽ áp dụng là 4n cộng 1 là sao? Ví dụ như chúng ta làm cái nhà chúng ta là áp dụng công thức là 4 thì chúng ta sẽ lấy n chúng ta là 5. Chẳng hạn ví dụ như thế là 4 5 là 20, 20 cộng với 1 là thành 21 bậc. Chẳng hạn. Đấy, và đây chúng ta sẽ là chúng ta sẽ lấy những cái số đo mà theo cái tỷ lệ mà chúng ta muốn. Đấy, ví dụ như chúng ta chỉ nhân lên thôi. Như kiểu là 21 bậc thì chúng ta chỉ thấy 4 4 5 n chúng ta là chứng 5 5 lần lên đi. Nghĩa là 5 lần ở đây nghĩa là n này là cái số bậc lần lượt các số bậc của mình nhé. Ví dụ như chúng ta có thể là làm đến 25 bậc này hoặc là bao nhiêu bậc này thì số n của mình đấy, n gọi là n bậc đấy. Đấy. 4 ở đây là cái công thức chính nhá mọi người nhá. Một cái số 1 ở đây là cái bậc 1, vì sao phải cộng 1? Vì cái 1 này là cái bậc sàn nhé. Sàn bê tông của mình nhé. Đấy. Gọi là cái sàn bê tông đấy nó là tính là một mặt bậc rồi đấy mọi người nhá. Đấy. Nên mình cũng muốn chia sẻ cho mọi người là có thể hiểu được sâu hơn về cái cách để chúng ta có thể là áp dụng được khi vào thi công, hoặc là có thể là chúng ta có thể là áp dụng trực tiếp cho nhà mình. Đấy. Còn chiều cao nhà ví dụ như 39 mà chúng ta muốn 21 bậc còn là 23 bậc thì nó sẽ chia cho số bậc chúng ta muốn thôi, là nó ra được cái cổ bậc mà chúng ta muốn. Đấy. Còn cái mặt bậc của chúng ta ấy, mà chúng ta muốn lấy mặt bậc ấy, thì chúng ta phải phải nắm được cái chiều rộng cầu thang bên này và chiều rộng cầu thang bên này và cái khoảng chiều rộng này nữa. Nói chung là chúng ta nắm được chiều rộng, cái khoảng chiều rộng gian cầu thang của chúng ta là bao nhiêu, số đo cụ thể như thế nào đấy, thì chúng ta mới có thể là chia được mặt bậc đấy. Còn nếu mà ai mà không biết về
cái số đo chia mặt bậc thế nào thì có thể là comment phía dưới là chỉ ra cái số đo rộng dài rộng và chiều cao của nhà mình, hoặc là có thể là vào Facebook của mình ở phần ở dưới cái phần link mô tả ấy, mình để sẵn cái nick Facebook của mình đó vào nhắn tin trực tiếp với mình và đưa số đo cụ thể, mình sẽ vẽ chi tiết như thế này để hướng dẫn các bạn luôn. Đấy, bạn nào mà chưa biết vì có thang đấy, thì cứ comment phía dưới hoặc là vào Facebook nhắn tin cho mình sẽ trực tiếp vẽ mô hình và chỉ các bạn ghép được thì thôi. Đấy, mà các bạn ghép đến đâu chụp ảnh đến cho mình chỉ cho bạn tận tình. Đấy, mình không giấu nghề một ít nào mọi người nhé, mình cũng là thợ trẻ thôi, mình cũng là thợ trẻ mới va chạm vào cầu thang thôi, nhưng mà mình nắm được những cái gì thì mình chia sẻ cho mọi người những cái đấy. Đấy, mình nắm được cái gì thì mình chia sẻ cho mọi người những cái đấy thôi. Đấy, đây là cái thực tế nhất mà mình có thể chia sẻ cho các bạn, mong các bạn hiểu và có thể là chia sẻ livestream này cho mình đấy, để chúng mình cùng nhau phát triển, và nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình. Còn bây giờ không có ai có câu hỏi gì thắc mắc thì mình sẽ kết thúc livestream ở đây nhé. Đấy, chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nhé.